Lợi Minh còn đây không? Vừa nãy Lợi Minh muốn xin lên. Rồi ok. Đăng bài Lợi Minh ạ. Rồi xin mời Lợi Minh. Rồi vừa nãy các bạn xin ấy, bạn lên thì theo mình nghĩ là như này này. Thực tế là ví dụ Lợi Minh hoặc một số anh Tư Tiên Bình, mình cũng nói là cuộc sống ở nước Mỹ không phải là thiên đường, đúng không? Thì tức là mình cũng phải nói lên cái mặt trái của xã hội Mỹ để cho những người Việt Nam, ví dụ người ta bắt đầu sang đấy người ta bỡ ngỡ, người ta cứ nghĩ là thường thường, nhưng mà thực tế không phải. Ở đất nước nào cũng phải làm mà cũng phải sống và cũng phải. Còn cái chuyện ví dụ mình so sánh cái nền kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ nọ kia tất cả thứ thì đó là cuộc cái sự so sánh nó quá khập khiễng, đúng không? Đó. Rồi xin mời Lợi Minh. Chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì cái anh bạn trẻ hồi nãy nói thì anh mới qua bên Mỹ 5 năm, thì tôi thấy là theo tôi á, có người người ta hốc lót ổ sẵn rồi, vợ của anh đã lót ổ sẵn rồi, qua anh đẻ thì cái cuộc sống mà nghề nghiệp nào cũng là nghề thôi. Nhưng mà anh so sánh về Việt Nam, anh nói Việt Nam là cảnh sát giao thông thế này nọ, cảnh sát bên Mỹ thế này kia, thì tôi thấy anh so sánh như vậy nó không có đúng, nó rất là khập khiễng. Ở bên Việt Nam anh phạm luật giao thông người ta mới bắt anh, đúng. Nếu mà ở Mỹ anh phạm luật ấy, anh phạm luật đi, tại vì anh qua Mỹ luật pháp của Mỹ nó rất là nghiêm. Chờ một phút. Anh mà phạm luật cái nó anh dân vô giết. Anh biết mà anh phạm luật mà chỉ là tôi nói là giọt đèn đỏ thôi là thôi như là má nhìn không ra rồi. Anh nghĩ đi, thành ra khi mà luật pháp nó nghiêm minh vậy người ta sợ, người ta không dám đụng vào. Nói không, anh nghĩ đi. Ok anh bạn. Anh chị em các bạn nghĩ đi, ở bên Mỹ đó phạm lỗi giao thông á mà mình còn bị lưu vào trong hồ sơ database của Bộ Tư pháp Mỹ nữa. Đó, anh chị em nghĩ đi, rồi bảo hiểm nó tăng là rồi nó xảy ra, nó làm cho mình lên tòa xuống tòa nếu mà mình phải cãi về vấn đề bảo hiểm. Vấn đề mà cái lỗi của mình là mình phải ra tòa mình cãi. Thì anh chị em các bạn thấy không? Cho nên người ta cái xứ văn minh, cái xứ mà gọi là đời sống cao á, luật pháp nó rõ ràng và người ta sống người ta nghiêm minh rồi. Chứ anh nói là về Việt Nam mà bị phạt thế này thế nọ, công an đổi còi rồi anh hối lộ. Ở bên Mỹ anh không có hối lộ, tại vì lương của người cảnh sát bên Mỹ á, họ làm gọi là một cái mức lương trung bình, nó đủ thu nhập và chi phí của một cái người cảnh sát ở bên Mỹ. Làm cho chính phủ á, một người cảnh sát bên Mỹ á, nói chung là một người cảnh sát bên Mỹ, anh chị các bạn biết họ hưởng rất là nhiều quyền lợi của chính phủ đó. Họ hưởng rất là nhiều, vợ con ở nhà thôi, không cần đi làm, ở nhà nuôi dạy dỗ con thôi, một người chồng đi làm được rồi. Nếu mà người chồng mà chỉ cần hy sinh mà bị bắn chết trong lúc làm nhiệm vụ bị hy sinh đó, thì anh chị các bạn biết vợ và con được hưởng tới 21 tuổi đấy. Các bạn thấy không, họ được những cái quyền lợi rất cao đấy. Còn ở Việt Nam khi mà xảy ra những sự việc mà giao thông phạm luật rồi đó, thì anh chị các bạn thấy sao? Mình thì người dân của mình tham gia giao thông rất là kém, tại vì nước mới đổi mới và phát triển, người dân của mình cũng mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống văn minh để đặng đổi đời. Nhiều khi người dân của mình cũng vô ý nói là kém thì cũng chưa phải, là tại vì mình sống hồi nào giờ một cái đất nước nó hoang sơ, nó đơn giản, rồi bây giờ mình hòa nhập với cộng đồng thế giới mới có hơn 20 năm thôi. Anh chị em các bạn thấy đất nước mới đổi mới có hơn 20 năm thôi mà mình phải hòa nhập như vậy, thì có những người ta theo không kịp. Các bạn thấy ra ngoài đường cũng có những người chấp hành giao thông rất là tốt, họ đâu có bị cảnh sát giao thông Việt Nam phạt hay thổi đâu đấy. Các bạn, hình ra cái anh bạn ngày nãy anh mới qua Mỹ có 5 năm thôi, ở bên Việt Nam có thể là anh đời sống của anh nó không có được thành đạt. Khi anh qua Mỹ anh thấy không, anh livestream, các bạn thấy những người rất là nhiều kiều bào ở bên Mỹ họ livestream, họ ngồi trên xe là họ đi trên xe, tại vì đời sống bên Mỹ nó tất tần tật, thời gian nó rất là bận rộn, người ta không có, người ta tranh thủ thời giờ ngồi xe, đa số ngồi xe rất là nhiều, lên xe là người ta có cái thời giờ, người ta lái xe đường xa nữa, nhiều khi nửa tiếng một tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm, người ta tranh thủ người ta livestream, là đường xá nó rộng nó dễ lái nữa. Còn ở Việt Nam anh phải so sánh, là anh trở về Việt Nam, cả anh nói vấn đề anh mua đất ở Việt Nam đó. Anh sanh ra anh đẻ ở Việt Nam, anh lớn lên ở Việt Nam mà anh nói về chuyện mua đất ở Việt Nam, về bất động sản ở Việt Nam mà bất động sản ở bên Mỹ là hai một cái thế cực hoàn toàn khác nhau, đúng rồi. Bây giờ anh so sánh một cách rất là hiển cận đó, các bạn nghĩ đi, ở Việt Nam á, một cái người mà bán đất hay là đất là chuyện đất đai ở bên Mỹ
chính phủ nó quản khiến rất là chặt chẽ. Cái người mà đứng ra mua bán bất động sản, cái người đó phải có cái giấy phép hành nghề, cái gọi là cái license. Mà có hai loại license, một cái gọi là broker và một cái người mà lấy cái bằng license mà mua đó mà phải đi học lấy cái bằng real estate, có nghĩa là cái bằng bán mua bán bất động sản, mà họ phải làm việc cho cái broker, là cái người mà đứng trên cao họ nữa, họ mới được đi ra mua bán. Rồi họ phải làm thời gian, họ phải học và thi nữa, rồi họ mới lấy cái giấy, họ phải có cái kinh nghiệm 4 năm trở lên rồi họ mới thi và lấy được cái giấy broker. Các bạn biết khi họ trở thành broker, tôi không biết tiếng Việt mình gọi là gì, cái người broker đó họ đứng ra, họ chịu hết mọi trách nhiệm về pháp luật khi họ mua bán bất động sản gì nữa. Thì anh so sánh bất động sản giữa Mỹ Việt Nam, nó là một cái thái cực. Lý Gia Phạm mà chưa nhìn thấy Việt Nam, mà anh nhìn thấy Việt Nam mà anh mua đất mà anh bảo rằng tại sao người ta không giao cho mình, tại khi người ta giao mình, tôi nghĩ chắc anh còn trẻ, anh không có hiểu biết. Tôi chỉ về Việt Nam tôi sống có 10 năm thôi mà tôi hiểu luật pháp còn hơn anh nữa, tôi còn hiểu còn hơn cái anh bạn trẻ hồi nãy. Mình phải hiểu cái cuộc chơi và cái luật pháp ở bên Việt Nam. Đất đai Việt Nam vậy, nhà người dân ngày xưa đi là kinh tế mới, rồi ra đó mạnh ai cái bang, cái phát mấy cái nhà nước cho người nào giành được bao nhiêu thì giành. Năm thầu thập niên 90 nhà nước ra cái chỉ thị là ai ở đâu ở đó để khai đất làm sổ bộ. Trong đó thì lúc đó đâu ai nghĩ đất nước phát triển như hôm nay. Rồi không ai đi ra khai, không ai đi làm hết. Bây giờ đất nước đổi mới càng lúc càng thịnh vượng, hạ tầng cơ sở nâng lên, đất đai nhảy lên như là không nhiều gặp gió vậy. Thì bắt đầu quay ra tranh giành nhau từ tất đất, từ mà gọi là từ cm đất tranh giành nhau khủng khiếp lắm. Thành ra bạn được qua bên Mỹ, tôi mừng cho bạn. Bạn qua, bạn tiếp cận được cái thế giới có đời sống cao. Bạn phải quân bằng là tôi nói, ở Mỹ nó có hai cái thủ phủ chống cộng cực đoan. Rồi. Thứ nhất là Cali, thứ nhì là Texas. Nó là lớn nhất Mỹ sau Alaska, cái tiểu bang Texas. Và cái thủ phủ chống cộng ở thứ hai, Texas là cái thủ phủ chống cộng thứ hai của người Việt, nó nằm ở Houston là chính, Dallas là thứ hai là gì. Giống như ở bên Cali thì nó có Bosa và gì của anh ta, San Jose là hai cái thủ phủ, hai cái trung tâm đó. Cái người Việt của mình mà đời sống ở bên Mỹ như bạn đã chia sẻ, bạn nói là không có, nó không có ồn ào để nó đúng. Tại vì ở Mỹ người giàu và người nghèo nó phân biệt rất là rõ ràng. Như tôi, bạn đã nhớ bạn muốn sống ở những khu mà yên tĩnh, bạn phải đi tìm. Mỹ nó gọi là gì? Location. Có nghĩa là gì? Anh sống ở Mỹ, anh phải tìm một cái vị trí, một cái nơi mà nó yên tĩnh, một cái nơi tốt để cho con cái anh nó học hành và cái đời sống gia đình nó tốt hơn. Còn anh đi xuống đào thao coi, hay anh đi xuống những khu người nghèo coi, nó rất là hỗn tạp, trộm cướp đĩ điếm, nói chung là mọi thứ thành phần vấn nạn trong một xã hội. Tôi chỉ cần lái xe vô trong khu vực gọi là đào thao thôi là nó một trời một vực. Và tôi chỉ cần lái xe qua cái khu ở trong Arizona, chỉ cần lái lên cái khu Scottsdale hay là Paradise Valley Stadium, những cái khu của người giàu coi, vô đó giống như một cái thiên đường. Tại vì người ta giàu, người ta có tiền, người ta sống nhà người ta bạc triệu không à, người ta rất là nề nếp, nhà cũng nhiều khi không, người ta cũng không có phá cửa nữa, nó cũng sao. Nhưng mà anh ở trong thành phố anh bô sao, tôi nói ngay bên Texas, ngay bên Houston, thủ phủ người Việt, nhà người Việt hả, cái những cái trong thủ phủ đó hả là cửa sắt, cửa trong cửa ngoài, cửa sắt vào thập niên khoảng 80 đó, tên chị em có biết thập niên 80 ở Texas đó, là Việt Nam mình lúc đó những cái băng đảng cướp đó, hơi bị nhiều luôn. Nó hả, cửa trên có anh chốt, cửa dưới có anh chốt, cộng dây xích kéo ngang nữa là tôi qua đó, okay. Đó tôi qua đó biết vô trong nhà đó, nhiều khi nó giả bộ, nó lại nó quảng cáo, nó cầm cái ba ly, nó để cái ba ly của nó nhỏ xíu, cái loại giống như mà mấy thằng mà nó đi làm việc á, nó gọt cầm quảng cáo, nó giả bộ, nó đút vô cửa cái bắt đầu nó đập là nó chắn ngang cái cửa, là nó nhảy vô nó cướp nhà hàng, nó vô nó cướp, nó tụt quần tụt áo hết, đứng xếp hàng rồi nó cướp lấy đồ. Nó cái thời kỳ của đó mà sau này tụi FBI Mỹ nó quýnh một trận, nó sập tới bây giờ luôn. Cái cộng đồng nói chung là cái xã hội ở bên Mỹ nó muôn màu muôn mặt, muôn hình muôn vẻ,
Tại vì cái luật của Mỹ, ở bên Mỹ người ta sống, anh bóp kèn là hồi là anh có bắn súng rồi đó, là anh có chuyện rồi đó, là thế nào cũng có nổ súng rồi đó. Ở bên Mỹ mà anh mà bóp kèn một cái á, nó kêu lớp điếc lỗ tai luôn. Cái kèn bên Mỹ á, khi mà bóp kèn á, là nó có chuyện cái thằng kia nó giơ tay nó phát you, hay là nó có chuyện chuẩn bị rồi đánh lộn rồi đó. Còn ở Việt Nam cái còi nó khác. Cái còi ở Việt Nam tại cái luật giao thông, mà cái cách là giao thông của người Việt của mình á, họ họ chen nhau họ đi, thành ra cái còi nó rất là quan trọng. Người ta cái anh mà đi lái xe Việt Nam không có cái còi á, nó rất là nguy hiểm. Mà cái anh ở Việt Nam từ nhỏ lớn, anh mới qua Mỹ có 5 năm mà anh đi so sánh Mỹ với Việt Nam vậy thì tôi rất là đau lòng cho anh. Được hưởng những cái gì mà hiện nay anh đang có, anh khen nước Mỹ tôi không có trách, nó là tốt. Anh chia sẻ cho người Việt Nam biết rằng cái cuộc sống ở Mỹ thì tôi không nói gì, nhưng mà anh đem qua anh nói về vấn đề mà ở Việt Nam thế này thế nọ là tôi không đồng ý. Hai cái thế cực nó khác nhau, hai cái xã hội nó khác nhau, hai cái con người nó khác nhau. Anh qua bên Mỹ, anh tôi nói với anh chỉ may mắn anh cưới được con vợ, nó có sẵn cái ổ nó cho ra rồi, lót cho anh rồi, anh qua đó anh đẻ rồi. Anh chỉ may mắn, đối với tôi nghề nào cũng là nghề. Nó anh làm cái nghề đó là cái công việc của anh thôi, thì không ai chê cả. Không ai chê cái nghề cả, nhưng người ta chỉ chê cái con người đó, cái nhân cách và cái giá trị của con người đó như thế nào. Người ta chê là chê như vậy. Có những cái thằng ở bên Mỹ vậy, nó là những cái người homeless, nó là những người vô gia cư, người ta không chê những hạng người như vậy. Anh chị em xem tin tức Mỹ, họ không chê. Và những cái chính những người homeless và những người mà sống vô cư nghèo đó, họ sẽ trở thành những con người tốt hơn trong xã hội, tại vì họ trải nghiệm qua một cái cuộc sống tất tần tật và vất vả, họ hiểu được giá trị của cuộc sống, và những người đó họ sẽ biết phấn đấu khi họ gặp cơ hội. Anh chị em các bạn xem tin tức ở bên Mỹ có những người homeless, họ bị sa cơ thất thế, họ đi vào vấn đề mà vô gia cư, họ sống cuộc đời khó khăn lắm, và khi họ gặp cơ hội họ phấn đấu và họ rồi xin chào chị, chào chị Siêu nhé. Không phải là ít đâu, hồi thì có người lên thì để cho người kế lên đi, lại bên sẽ chia sẻ thêm sao. Rồi ok, xem mình cảm ơn Minh. Rồi Minh ở đây chờ một lát, mời lại Minh sau. Dạ. Rồi xin mời chuyên gia bất động sản. Rồi xin chào em. Rồi chuyên gia hay mua bán đất trả lời. Cho em nói về anh hồi nãy, anh nói là mua đất của công ty phải không anh? Bà mua đất của công ty ở Vũng Tàu. Đấy. Cũng có đúng khả năng rồi. Là như này, hiện nay cái giấy tờ hợp đồng tất cả các thứ đối với công ty đấy bạn ấy, mình nghĩ là bạn đã cầm rồi. Nhưng mà tức là công ty đấy người ta chưa giao sổ đỏ cho bạn đấy. Đấy. Thì thực tế là như này, theo mình hiểu nhá. Thì có khả năng bây giờ ví dụ một cái khu đất đấy chẳng hạn, ví dụ về xây được bao nhiêu phần trăm số cái nhà đấy, thì nó nhà nước bắt đầu ví dụ cái công ty đấy người ta mới phát sổ đỏ cho từng nhà một, cái nhà nước mới cho phép. Còn bây giờ ví dụ có khả năng là mới xây dựng cái dự án thôi, đúng không? Chứ ở Vũng Tàu thực tế là cái chuyện mua bán đất thì mình không hiểu lắm, ở thành phố Hồ Chí Minh mình hiểu sơ sơ. Rồi xin mời chị. Dạ, cái này là em giải thích cho anh hai mức. Rồi hai mức nha. Một mức á là do có thể là công ty đó nó chưa, nó chỉ gom, thí dụ giống như nó gom, giống như nó phân lô phân nền ra bán. Phân nền anh mua nền chứ nữa, anh phân nền ra bán. Thí dụ nó gom giống như nó một cái khu, nó chia ranh ra một cái khu đó, nó bán thí dụ 20 nền hoặc là 100 nền, nó mới tách sổ một lượt luôn cho anh một hệ thống đó, nó mới phớt phát ra anh. Hai là vấn đề một công ty đó nó chưa đủ khả năng đóng tiền đất đầu tư, đúng. Chưa đủ khả năng để đóng tiền đất thổ cư để nó tách ra, nên chi anh đợi khi nào gom tiền hết bán đủ 20 lô 100 lô đó, nó cắt một lần, nó đóng tiền thổ cư cho anh đầy đủ, nó mà tách ra sổ cho anh. Thứ ba là anh mua cái tờ giấy phiếu, thì nó phải gom hết cái tờ giấy phiếu đó, nó gom hết giống như 100 lô đó, nó mới tách ra là phân nền cho anh á, bắt đầu anh mới có sổ ha. Cái đó là do của công ty chứ anh đừng có trách trách về nhà nước Việt Nam. Đấy công ty
anh tách là anh sai, anh tách là tách cái công ty mà anh mua đất á, tại vì anh mua bằng giấy phiếu á, là anh có cũng đi lăn tay, cái giấy phiếu đó cũng vật lăn tay mà nhưng phải đúng ra cái dù đó nó là đúng 100 lô, khi đó nó mà tách ra cho anh từ từ 100, thí dụ nó bán một cái khu vực đó 100 lô, họ mà tách ra một lượt vậy cho họ đỡ cực, họ đi lui đi tới, nói cho anh biết họ đỡ đi lui đi tới, chứ họ đóng tiền có thể là đặt đóng tiền chưa đủ trong công ty đó, họ đặt đóng tiền thuế đúng chưa rồi, có đủ đúng rồi đó. Nên chi là một cái tách vậy là từng cái một họ chưa có xử lý cho anh đâu, đó là tôi nói cho anh thì anh hỏi được đó là còn mà anh tách trong nhà nước của chính quyền là anh sai, là anh sai, anh hiểu chứ, anh nói là anh mới qua Việt Nam mới có 5 năm, anh thừa hiểu luật của Việt Nam mà chẳng qua anh tránh đấy, anh thừa hiểu cái này cũng phải thừa hiểu đó, anh mới qua 5 năm cho nhiêu chứ đâu phải anh qua 50 năm đâu, anh mới qua 5 năm à, mà anh nói là không hiểu đất nước Việt Nam, xin lỗi anh đi, anh mua đất của thổ cư, anh mua đất ngoài của dân, anh ra tổ luôn, anh chỉ đi lăn tay thôi, một tháng sau anh có sổ ngay gửi qua tầng Mỹ cho anh luôn á, anh trồng tiền đủ, anh trồng tiền đủ tôi làm cho anh cho, còn anh mua phiếu cái này là anh trách công ty, anh sẽ đi kiện công ty, công ty đang bắt bất động sản của anh á, anh đi kiện công ty đó cho tôi mới là đúng, chứ không phải là anh trách nhà nước, trách và trách chỗ đúng, anh đừng có trách nhà nước mình như vậy, nhà nước họ làm đúng đầy đủ giấy tờ đóng thuế đất, họ tách cho anh, họ giữ anh làm gì, họ giữ anh làm gì, còn cái công ty đó phải đời ít nhất một khu vực đó là thí dụ nó phân ra 100 lô đó, người ta đi tách sổ một lần, tại họ bán cả công ty mà đâu phải bán riêng mình anh đâu, nên chỉ họ tách là tách một lần, tại vì anh mua sớm quá, còn anh mua trẻ là có thể nó tách sổ thẳng đó cho anh mua là anh ra lăn tay một tháng sau là anh có ngay liền đó, một tháng sau đó ngay, còn anh mua cái anh mới mua là đất nó mới 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 làm quên rồi, mới phát triển, mới phát triển bắt đầu nó mới tách ra phiếu đó, nó mới đưa ra phiếu thôi chứ nó chưa tách lô rồi, nó chưa ra sổ hồng cho anh được, nó mới chỉ bán phiếu cho anh thôi, nó bán cho anh, tuy nhiên nó phải đủ số phiếu nó mới tách sổ cho anh, phải đủ số phiếu nó mới tách sổ cho anh, ít nhất là 100 phiếu hoặc là 20 phiếu nó tách ra một lần cho anh, chứ anh nó chưa thành thành hoàn thiện, chưa thành hoàn thiện cái khu vực đó thì làm sao mà anh có sổ được. Rồi. Tôi giải thích cho anh hiểu đó. Bây giờ có một cái này thì rất là thực tế đây. Bây giờ nếu mà bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở cái khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh ấy, các bạn biết cái khu mà dự án của Vạn Phát Hưng ở dưới Phú Xuân đấy, ở dưới Phú Xuân cái Vạn Phát Hưng nó là một cái công ty bất động sản rất nổi tiếng. Bây giờ tôi nói các bạn nhé, dự án ví dụ như là dự án Phú Xuân, tôi đã mua đất ở đấy thì các bạn thấy không, nó tức là khi người ta làm đường này, làm đường điện này, tức tất cả cái cơ sở hạ tầng để cho người dân sống ở đấy rồi thì là cỡ khoảng độ, theo tôi nhớ không không nhầm thì cỡ khoảng độ 15 năm nay là ít, 15 năm nay ít, nhưng mà bạn cũng có một cái hợp đồng đối với công ty, giả sử bạn là người kinh doanh thì bạn ví dụ mình mua mình không mình để ở mình kinh doanh cái lô đất đấy thôi, thì khi mà bạn bán chẳng hạn thì ngày xưa thì có cái sò như thế này, nhưng mà bây giờ nhà nước quản lý, bây giờ bạn chỉ sang mình đổi hợp đồng, ví dụ mình bán cho chi cho Hà My chẳng hạn thì Hà My chỉ mình dắt Hà My sang đến công ty đổi hợp đồng thì công ty người ta chỉ có lấy cỡ khoảng độ 5-10 triệu gì đấy, tức là để công người ta đổi hợp đồng họ kia, nhưng mà bây giờ nhà nước quản lý thì là không cho cái sò này nữa, thì anh cũng bán như là một cái bán lô đất có sổ vậy, mà thực tế là 15 năm nay tất cả những lô phú ở dân cư Phú Xuân nhá, các bạn thấy không, chưa có nhà ai có sổ hồng cả, nhưng các bạn xây nhà thoải mái, các bạn cứ xây đi theo đúng mẫu mã mà quả công ty người ta đã có một cái bản vẽ trước đối với nhà nước rồi, bạn xây bạn ở thoải mái, nhưng bạn có cái hợp đồng đối với công ty, nhưng mà nói chung là bạn cầm cái sổ đỏ sổ hồng thì là thực tế chưa có, nhưng mà đối với có một số công ty cái dự án nhỏ, ví dụ người ta xây cái nhà liền kề thì rất là nhanh. Bây giờ tôi nói với các bạn, ví dụ cái khu mà ở Cát Lái, bạn nào biết cái khu phố Đông và cái khu City Bella của công ty Kiến Á, người ta xây lên rồi, tức người ta xây thô làm đường rất là đẹp, mặt tiền rất là đẹp, hôm trước tôi ngồi tôi quay cho các bạn đấy, thì là hiện nay người ta đang
dục đóng 5% thì người ta làm sổ hồng cho người. Có số nhà xây dựng đàng hoàng rồi. Thì ở đây nó phụ thuộc vào cái quy mô dự án của từng công ty, đúng không? Và cái sự coi như là xây nhà của cái công ty đó. Chứ người ta ngày xưa người ta chỉ gọi là bán đất thôi, đúng không? Xây nhà theo mẫu mã. Nhưng bây giờ ví dụ là ông ấy có coi như là cỡ khoảng độ cả một khu rộng lớn như thế mà xây được có khoảng 10% thì nhà nước chưa cấp sổ đỏ cho từng lô một, tức là cái công ty người ta chưa tách sổ cho từng lô một được. Đấy, nó ở chỗ đấy. Cho nên là có khả năng cái bạn sinh vừa nãy bạn cũng rơi vào cái số mà ở cái khu mua đất ấy, như kiểu của tôi ở cái công ty Phú Xuân chẳng hạn. Nhưng bây giờ bạn thích bạn kinh doanh, bạn bán sẵn bán thoải mái. Mà thậm chí là cái thủ tục nó rất là dễ. Nó còn dễ. Dạ. Đúng không? Đất mà cái anh này nói á, là mua đất của công ty thì em hiểu ngay. Đất của công ty nó nhiều cái lắm. Đúng rồi. Một là anh giao kèo ha. Anh giao kèo người ta làm giấy tờ là giao kèo với công ty. Bao nhiêu ngày tôi có sổ, đúng không? Anh mua đất anh phải giao kèo chứ. Anh giao kèo mà anh nói tôi rơi gì đâu được. Nếu công ty tới ngày đó, ví dụ hẹn anh 2 tháng anh không có sổ, anh có quyền là người ta bồi thường cho anh. Đúng. Cái đó là luật mà anh là thường thường sống luật mà anh qua Mỹ anh về, anh quay lại mua đất đây tôi thấy vô lý. Tất cả nó đều có trong hợp đồng hết. Trong hợp đồng hết. Nhưng mà khi anh mua đất thì anh phải xem kỹ hợp đồng. Mà cái hợp đồng đó có phù hợp với mình thì mình mua. Mà nếu mình cảm thấy mình không phù hợp với hợp đồng thì mình không mua. Đơn giản anh nói với mọi người nhá, ở thành phố Hồ Chí Minh thì thực tế mình cũng quan tâm đến vấn đề đất đai hoặc giấy tờ. Ví dụ như cái khu mà, tức là cái khu chung cư, bạn nào biết nhá, khu chung cư ở góc đường Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống có một cái khu khu chung cư của gọi là Jefferson Avenue. Tức là người ta chính là người ta giao nhà cho anh từ tháng 6 vừa rồi. Nhưng mà bây giờ người ta vì vấn đề các bạn đọc báo bạn cũng biết đấy, vì là tranh chấp giữa nhà thầu và coi như là kể về vấn đề gì đấy thì cuối cùng người ta giao trễ đi, cỡ khoảng tháng 1 tháng 2 năm 2019 người ta mới giao. Thì mình đọc hợp đồng mình thấy nếu mà giao trễ thì là ví dụ mỗi tháng ví dụ mình đã đóng cái số tiền cỡ khoảng 95% rồi mà. Tức còn 5% để mà sau này người ta giao sổ cho mình thì mình mới đóng tiếp. Thì là ví dụ mỗi tháng người ta phạt bao nhiêu. Thì là bây giờ hiện nay người ta chấp nhận phạt. Thì cái đó ví dụ như các bạn mua đất mua đai, ví dụ tiện thể cái chuyện mà bạn Trinh bạn vừa nói, thì trước mắt các bạn phải tìm hiểu và các bạn phải đọc hợp đồng, đúng không? Nhưng mà bây giờ hợp đồng cái chuyện đấy là mình phải tôn trọng hợp đồng, mà công ty người ta cũng tôn trọng mình. Đúng rồi. Đấy, nó ở chỗ đấy. Đúng rồi. Đừng có ai nhắn gửi tin gì giùm tôi cái, đừng đăng like đừng nhắn tin. Không phải các bạn đây nè nói là đừng nói ổng làm gì, không, mình phải nói ra mai mốt họ khỏi bắt bè, tại mình lên phản biện mà mình nói, mình phải nói với người ta cho hiểu. Tại họ nếu mà không, họ nói là mình không hiểu thì mình phải nói cho họ hiểu, lần sau họ nói là cái gì phải có. Họ mua đất đó là mua công ty, họ mua đất công ty là họ biết công ty là rất là nhiều luật, đúng không? Còn mua dân á là càng đơn giản, đó là dễ ra sổ nữa. Còn mua công ty đó, nó nhiều luật lắm. Bán ít nhất anh đợi tôi bán 100 miếng xong tôi mới ra sổ cho anh một lần, hàng anh 4 tháng sau tôi có sổ cho anh. Nếu không có sổ công ty nó chịu trách nhiệm là mình phải đúng về công ty, thì mình không thể nào đổ thừa luật pháp của Việt Nam. Luật pháp Việt Nam nó có quy định ít nhất ở 1 tháng 30 ngày hoặc 1 tháng tôi sẽ ra sổ, nó có tờ giấy hẹn anh đàng hoàng. Không bao giờ mà nói luật 1 năm mà bữa giờ mà chưa có sổ là thấy vô lý. Anh đúng. Nói vậy nó có cơ sở dây là anh đúng có rồi. Công ty đó đi, đúng. Công ty đó có vấn đề, nó lừa gạt anh, đó là tôi nói sự thật, nó lừa gạt anh, nó bán người này bán người kia, đó là lừa gạt của anh, tôi không biết. Còn mà đặt ra ngoài lăn tay rồi á thì có thể, tôi nghĩ nếu mà anh đặt lăn tay rồi á thì nó có thể nó đợi bán đủ số phiếu của nó, cái đã có đủ số phiếu mới nó tách sổ cho anh, đó là tôi nói vậy. Có thể là anh mới đưa nó ít nhất là chừng 70% hoặc là 30%, nó ít nhất là anh giữ lại một phần, chứ anh cũng chưa đưa hết cho nó đâu. Anh phải giữ lại ít nhất là bao nhiêu, khi nào anh đưa sổ anh mới đưa tiền cho nó. Tôi nghĩ chỗ đó thì cái đó là tôi đã giải thích cho anh hiểu, là anh mua công ty chứ anh đổ thừa luật pháp Việt Nam thấy không. Nói tóm lại nha, anh nói tóm lại một câu như thế này, tất cả là hợp đồng hết. Khi anh mua thì đó, công ty người ta phải công ty người ta cấp cho, tức là khi anh ý định mua nhá thì anh phải tìm hiểu, đúng không? Tìm hiểu thì anh phải xem hợp đồng, bắt đầu người ta đưa một hợp đồng, sau đó mình đọc tất cả hợp đồng, mình cảm thấy những cái đấy nó phù hợp với mình thì mình mua, mà không thì thôi, đúng không? Chuyện đó mua nói chung là mua không được thôi, phải đồng mua hàng công ty là phải đồng,
đó là mới lên giải thích cho anh hiểu cái này đó, là giải đúng thích rồi. cho cái khúc đó là nó là của công ty là biết rồi. Tôi nghĩ là anh là phải đợi số phiếu ít nhất Rồi nó mới cắt ok. sổ cho anh đặt nắm tay rồi thì chắc cũng có mắc đâu. Nhưng có cái nếu mà nó anh phải hèn, nó sẽ hèn anh chứ, cái đó anh thắc mắc anh phải điện về công ty chứ, đừng có lần sau anh đừng đổ thừa gì luật pháp của Việt Nam nha. Tại vì Rồi. sao cả năm rồi anh đừng đổ thừa, cái đó là anh lăn tay ngoài công chứng. Rồi. Công chứng nha, Không công có chứng, khả năng như anh này, chỉ lăn tay công chứng thôi. như này này. Bạn ấy là trước kia bạn sống ở Thanh Hóa, bạn sống ở cái vùng nhà quê. Cho nên là cái chuyện mà mua bán đất thuộc các bạn không sống thành phố, cho nên những cái chuyện đấy là bạn cũng không biết nhiều. Nhưng bây giờ sang bên kia À, chẳng hạn, rồi bây giờ bạn có khả năng bạn dư với tiền, bạn muốn về Việt Nam bạn đầu tư, thấy chưa? Sau đó bạn mua ở Vũng Tàu. Nhưng tôi nói với các bạn nhé, hiện nay theo ý tôi cũng có một cái quen biết ở Vũng Tàu, bạn đầu tư đất ở Vũng Tàu là bạn sai. Có phải là thành phố Vũng Tàu là bạn sai, đúng không chị? quá trình đừng mua ngay gần gần sân bay nha, ngoài Vũng Tàu là sân bay á. Đầu Ngoài tư là bị sai. đất thì bạn có khả năng Đừng đầu tư mua ở là những sai nơi, bạn đầu tư Phú Quốc, bạn đầu tư ở ở ngoài, ví dụ là ở ngoài cái chỗ mà Vân Phong, bạn đầu tư Vân Đồn, ba đặc khu chuẩn bị thành lập ra thì đất đai có khả năng gọi là đầu tư, mà có khả năng lỗ nhiều mà cả khả năng lãi nhiều đấy. Cái bạn hình như cái chị Cao Hoàng Lan đấy đúng không, có phải chị Cao Hoàng Lan không? Ngày xưa chị làm công nhân ở đây, chị cứ dư 10 triệu về chị mua đất, thì bây giờ quá trời đất ở về Bắc Vân Vân Phong đấy, đúng không? Bây giờ chị ngồi chân nhịp nhịp với suốt ngày livestream thôi. Đấy. Rồi. đúng rồi. Thôi em Rồi. đã nói trước rồi, cho ai lên đi anh. Tạm biệt Rồi. cả nhà. Rồi Tạm biệt cả xin. nhà rồi. Tạm biệt cả Rồi xin cảm ơn. nhà Rồi. nha. Anh Hello, chào anh Bằng. Rồi, xin chào Lợi Minh. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nói chung á, cái bạn nãy tên là Lộc Trinh, nãy bạn nói vấn đề bảo hiểm bên Mỹ mà được trả 100% á, cái đó là nó tùy thôi, tùy thôi. Thì theo bạn mua bảo hiểm làm sao, ngoại trừ thường thì theo tôi biết đó, cái này tôi nói không phải là tôi chê, tôi đã kích bên cái ngành neo, thường thì theo tôi biết đại đa số dân neo chỉ khai low income. Tại vì bạn khai low income, một là vợ hoặc chồng khai, Việt Nam mình hay chơi cái vợ cái ăn gian là gì, vợ chồng với nhau ly dị nhau giả rồi để đặng mà xin cái low income, để đặng mà được hưởng cái Medicare của chính phủ. Khi mà được hưởng chỉ có cái bảo hiểm của chính phủ mới được, là không trả cặt bạc nào thôi. Còn mà bạn đi mua bảo hiểm tư nhân á, tôi bảo đảm với bạn, bạn phải trả ít nhất là 20%, từ 10 đến 20%. Tôi ở Mỹ tôi biết mà không có cách nào, nói chung bảo hiểm tư nhân thằng nào nó cũng phải bắt, rồi bên Mỹ nó gọi là deductible, là không có cách nào bạn vô bảo hiểm bạn nói bạn sinh con là không trả cặt bạc nào. Là tôi nói là chuyện đó là chỉ có bạn hưởng cái phúc lợi xã hội của chính phủ. Tại vì cái phúc lợi của xã hội chính phủ á, nó mới cho được cái quyền đó thôi. Chứ còn không có bảo hiểm thằng nào có cho, bảo hiểm tư nhân là nó bắt buộc bao giờ cũng vậy. Là phải trả cái tiền copay và tiền deductible. Thì tôi lên tôi muốn chia sẻ cho cái bạn hồi nãy nói, bạn nói là bạn qua Mỹ vợ bạn sanh hai đứa con không trả các bạc nào, thì cái này tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ. Nó không có, tại vì luật pháp Mỹ, tôi là dân kinh doanh, tôi làm tôi biết mà. Tôi sống trên 30 năm rồi, không phải là tôi khoe khoang tôi sống lâu hay là gì. Nhưng mà luật pháp Mỹ tôi hơi bị giỏi á, chứ không phải là giỡn đâu. Cái nào mà tôi không biết là tôi mua sách về tôi ngồi tôi đọc đó, tôi làm được đó. Chứ không phải là tôi không biết đâu. Bên cái ngành kinh doanh của tôi mà, trước mặt tòa mà tôi ra tôi làm ăn mà, nhiều khi có những cái sự việc nó kiện lên kiện xuống mà tôi cãi với tòa mà tôi ngồi tôi cãi với nó luôn. Tôi hiểu, tại vì ở Mỹ mình làm ăn trong cái thương trường mà, chứ chỉ có vậy thôi. Còn về vấn đề luật đất đai thì này kia là bên Mỹ với bên Việt Nam một trời một vực. Còn về giao thông đồ cũng vậy, còn về vấn đề mà mưu sinh xã hội Mỹ nó muôn màng muôn mặt. Bạn trẻ ơi, tôi nói với bạn, bạn mới qua 5 năm bạn sống, bạn nhờ vợ bạn nó có được cái cơ sở cho bạn để bạn qua đó bạn sống, rồi bạn quay về Việt Nam bạn phải thông cảm với quê hương đất nước nhiều hơn. Tôi nói với bạn, nếu mà bạn qua được Mỹ rồi bạn nên nhìn với cái con mắt gọi là thương mến quê hương mình nhiều hơn. Và mong rằng quê hương của mình, đất nước của mình, con người Việt Nam của mình họ đang sống trong nước, cái sự hiểu biết và cái dân trí họ ngày một cao hơn. Tôi nói cho bạn biết, bạn qua Mỹ 5 năm, bạn quay trở về dưới mà bạn vô những thành phố mà phát triển ở Việt Nam là bạn không có cửa đâu. Đó, như bạn không có cửa, bạn chỉ đứng xa xa thôi. Tôi đã bảo đảm, bạn vô khu Phú Ố Mỹ Hưng thôi đó. Nếu bạn nói đây mà so sánh nước Mỹ của bạn đang ở đó, tôi nói khu phố Mỹ Hưng
hay là những cái khu mà đô thị phát triển hiện nay bạn không có cửa, nó sống theo những cái mô hình mà của những cái quốc gia phát triển cực kỳ vô đó, nó ngăn nắp và thứ tự nhà cửa, một cái khu phố nó xây tường cao bọc lên hết đó. Và người ta sống rất là an ninh và yên tĩnh đấy. Còn bạn sống ở những cái khu mà thành thị bon chen thì dĩ nhiên là xã hội rồi, nó phải muôn màu muôn mặt thôi. Ở bên Mỹ cũng vậy thôi à. Ở bên Mỹ đi xuống, tôi nói bây giờ tôi lái xe khỏi nhà hướng đi qua bên kia thì cái khu nhà thì lụp sụp, họ sống trong những cái khu nhà di động đó. Còn qua bên nọ thì những cái khu nhà rất là hoành tráng, người tiền thì có người thì gọi là của ăn của dư của thừa của để, còn người thì phải làm tất tần tật. Xã hội nào cũng vậy, một cái xã hội phát triển như Mỹ tôi nói nó cũng giống như Việt Nam thôi, tại vì ở bạn qua Mỹ là chỉ có cái chênh lệch về đồng đô la thôi. Đồng đô la ở Mỹ bạn làm bạn xài ở Mỹ nó cũng đâu vô đó thôi, bạn mà không biết hà tiện hà tặng thì bạn cũng dân vô dách. Bạn thấy cái nghiệp tôi nói không phải đây là chê nghề nghiệp gì, bạn cũng phải đi làm tất tần tật, sáng bạn làm tới chiều tối bạn mới về đến nhà, vợ con hủ hỉ xong rồi xách xe lên xe ngồi live stream tranh thủ thời gian, thấy không? Tôi nói tôi chia sẻ anh chị các bạn thấy ở đâu vậy, cho nên không nên chê cái quê hương mà bạn đã từng múc nước ở dưới cái đất mà gọi là ra Thanh Hóa đó. Cái đất mà xin lỗi tôi nói các bạn đừng buồn, người ta nói là ăn câu má phá được gầy. Tôi nghe nói vậy tôi không hiểu, tôi nói lại bữa nay coi có ai chửi tôi không, tôi nghe không, vì thực tế mình nói cái câu đó chả sao cả, vì là ngày xưa này tôi nói bây giờ mình mới thấy cái sự phát triển khổ. Vâng, sự phát triển của đất nước Việt Nam, cái đất Thanh Hóa và cái đất Nghệ An Hà Tĩnh, đó là cái đất mà ví dụ cái gió Lào ngày xưa anh hiểu, cái gió Lào nó càn quét qua thì nó nóng một cách kinh khủng, mà nói chung ngày xưa toàn dựa nông nghiệp thôi, mà cái gió Lào đi thì nó qua thì không trồng được những cây cối gì nọ kia tất cả thứ. Nhưng hiện nay Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rất phát triển, nhất là bạn đến thành phố Thanh Hóa, thành phố Vinh. Đấy, bạn đi qua đấy, bạn thấy rất phát triển. So với qua đây, mình mới thấy là như thế này này. Ngày xưa gọi là, tại sao nói là Thanh Hóa ăn rau má phá đường cầu. Thực tế tôi, quê tôi này, rau má còn không có mà ăn. Thanh Hóa còn nhiều má, rau má đấy. Tôi nói các bạn, cho nên qua đây mình mới thấy, mình nói một câu đó, mình mới thấy đất nước của mình hiện nay phát triển như thế nào. Kinh khủng. Rất là thương, bởi vậy tôi nghe nhiều người nói câu đó tôi cười không à. Bữa nay tôi muốn mạo bụi tôi nói là trong đây để anh chị em các bạn suy nghĩ đi. Một cái đất nước, cái vùng bạn bạn Lộc Sinh này, bạn Lộc Sinh này, bạn đừng có nói bậy ở đây, tôi thấy bạn là người lịch sự mà. Đúng không? Tại sao bạn lại chửi bới một cách ấy như này? Mà công nhận ví dụ tôi là người miền Bắc, tôi nói bạn là quê tôi còn không có rau má mà. Đúng không? Cho nên là ví dụ ngày xưa đất nước rất là nghèo khổ, ví dụ như bạn ở cái tuổi đấy bạn không hiểu về những cái nghèo khổ của những người dân Thanh Hóa, đúng không? Quê tôi quê Nam Định, sống vùng nông thôn cũng rất là nghèo khổ, cho nên là bạn không có cái gì mà phải tự ái cả. Đấy, đấy nên là... anh sở dĩ anh bằng biết không? Vâng. Mình nói ra câu này để cho anh chị các bạn thấy, cái những người nào mà ta tự ái người ta sẽ bộc lộ ra một cái bản tánh xấu của họ liền ngay lập tức. Anh ra chị các bạn thấy tôi muốn chứng minh một điều như thế nào? Cái đất nước Thanh Hóa tôi mới tìm hiểu, tôi nghe câu đó tôi mới tìm hiểu, tôi nói là người ta nói là ăn chỉ là bắp á, mà họ phải xét khô không ở đây chặt. Tôi nói với bạn là không phải đang ấy sửa, tức là người ta ở đây như thỉnh thoảng chúng tôi bạn bè nhau tôi vẫn có nói mà qua đây mới thấy cái sự phát triển của quê hương bạn, đúng không? Bạn thấy ở Thanh Hóa hiện nay tôi nói qua thành phố Thanh Hóa tôi thấy những cái khu biệt thự đấy mà cái đường đúng. Cây cối rất là đẹp đúng. Đấy tôi bảo đúng. Không có ngờ tại sao thành phố với Thanh Hóa hiện nay phát triển như này. Ví dụ như có một cái tại đi qua Thanh Hóa đến Tam Điệp, thế ngày xưa là thị xã Tam Điệp, nhưng bây giờ đó là một cái thành phố Tam Điệp, tôi ngỡ ngàng luôn. Vì thực tế là cái Thanh Hóa ngày xưa tôi nói với bạn là cái năm 1982 tôi đã đi qua thành phố Thanh Hóa và tôi vào cái sân bay Sao Vàng, cái xe đạp mà tôi bị thủng gọi là cái hỏng cái van đấy ở giữa đường mà tôi phải dắt bộ coi như gần như là qua thành phố Thanh Hóa tí vào tận thành phố Sao Vàng đấy, thì tôi mới biết là hiện nay có đất nước mình về những thành phố Thanh Hóa hoặc là những thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh, mình mới thấy là trời ngày xưa nó nghèo như thế mà tại sao bây giờ coi như là giàu khó mà nó phát triển như thế này, đúng không? Mình mới thấy cái tự hào là quê hương mình phát triển, đúng. Chứ không phải là cứ nói là bảo là dân do ví dụ ngày xưa chúng tôi nói có cái câu ví dụ như Hải Dương chẳng hạn, chúng tôi cứ nói đùa câu là Hải Dương bánh chưng đất, mà đúng ngày xưa thì bánh chưng đất thật có thật, nhưng mà đấy nó không phải nói xấu quê, đúng không? Đó. Cho ví dụ dân Nam Định, vâng, đấy. Cho ví dụ dân Nam Định chẳng hạn là cái dân coi như móc túi. Các bạn ngày xưa hồi các bạn mà về đến cái khu mà
thành phố Nam Định cái trước năm 1993 trở về, tôi thách các bạn qua đấy mà các bạn xuống ga Nam Định bạn không bị móc túi và không bị lừa. Nhưng mà thấy các bạn thấy không, bây giờ các bạn về ga Nam Định hoặc tất cả Thanh Hóa hoặc cái nọ kia thấy đây rất phát triển, rất là hay, những tệ nạn xã hội không bao giờ còn nữa. Đấy, như thế thì mình mới thấy như thế, cho nên là bạn đừng có tự hãnh diện. Vâng, mình hãnh diện. Anh bạn thấy Lệnh Minh đưa ra những cái câu của những cái câu mà người ta đặt cho từng vùng từng miền không? Đúng rồi. Dân Thanh Hóa ăn cơm áo phá đường rầy. Họ đâu trước Lệnh Minh không biết, Lệnh Minh không hiểu là cái gì chứ cái tại vì ở ngoài Bảo Lộc á. Bây giờ biết chính phủ thành mời dân kiểu là mình lục Hà Nam này. Vì ngày xưa lũ lụt mình chưa khống chế được cái chưa có thủy điện sông Đà lên cái sông Hồng lũ lụt liên tục. Rồi có những cái câu ca như thế thì nó là cái câu vui. Cái thứ hai là nó mới chứng tỏ đất nước mình hiện nay nó quá phát triển. Nó mới ngày nào nó như thế là bây giờ nó là như thế nào. Mỗi miền lai cả anh chị các bạn biết, ngay cả cái dân miền Trung nó cũng có cái câu mà để châm biếm nữa. Cái đất nước khi mà nó còn nghèo, cái dân miền Trung á, người ta gọi là cái dân nẩu. Tôi xin lỗi tôi phải nói vậy là tại sao? Cái dân mà đất mà chó ăn đá gà ăn muối, lũ lụt thiên tai quanh năm suốt tháng mà bây giờ các bạn thấy miền Trung không? Đấy cái đất Thanh Hóa ngày hôm nay các bạn thấy không? Các tôi nói thôi mà tôi lái xe mà từ Hà Nội tôi đi về tôi ghé ngang Thanh Hóa gì tôi không ngờ luôn á. Khi mà tôi về tôi nghe ta nói gì cái đó đó. Đâu có gì mà tồi tệ với ta. Mà thấy hình như nhà người. Ngày xưa tôi hỏi ra người ta nói những cái mùa mà quanh năm đó, coi như là chính phủ phải viện trợ cho Thanh Hóa gạo thóc đó, tại vì trồng trọt làm nông nghiệp là nó bị như anh Bằng nói cái gió Lào nó qua đó. Đúng rồi. Trồng bắp chỉ trồng ngô thôi, ở ngoài thì gọi là trồng ngô á, chỉ trồng ngô thôi, trồng ngô xong rồi phơi khô để dành đó những cái mùa mà thấp mùa để đằng mà có mà ăn. Họ khổ đến độ vậy mà bây giờ các bạn thấy những cái vùng đất đó là sao? Bây giờ hả, cơ sở nông nghiệp công nghiệp hiện đại quá, các bạn thấy hãng xưởng rồi đời sống người dân đổi mới. Bây giờ đất Thanh Hóa hả, nhiều chỗ đụng vô là trái tay, nhiều dân Thanh Hóa đại gia nhà cửa biệt thự mọc lên ngao ngạt, đường xá hạ tầng cơ sở đi tới đâu, những người nông dân ngày nào nghèo khổ mà người ta gọi là ăn cơm má phá rừng rầy. Xin lỗi phải nói vậy, lúc trước tôi không có hiểu cái câu đó thì tôi nghe người ta nói như vậy thì bởi tôi muốn đưa ra để chứng minh cái thời kỳ để gọi là quá khổ sở của đất nước. Mỗi miền đều có cái nỗi khổ nhau, miền Trung miền Bắc miền Nam mà các bạn thấy bây giờ đất nước thay da đổi thịt, nhà nhà người phấn đấu và vươn lên. Có nhiều người xếp hàng chờ anh Bằng cho người kế tiếp lên để lại mình không hiện nay không ai cả, có mỗi mình anh ấy thôi, anh Vinh Vũ thôi. Vâng, thì bây giờ này đối lợi binh này có một cái chương trình nào đó tôi sẽ nói về cái cuộc sống ở vùng nông thôn và ở ngoài Bắc cái thời kỳ bao cấp đúng mình rồi, kể những cái khổ ra thì nói chung là mọi người mới thấy trân trọng cuộc sống hiện nay bây giờ. Đúng. Nhưng ví dụ như cái hoàn cảnh ví dụ như tôi chẳng hạn, chứ ngày xưa tôi sống ở vùng nông thôn, vùng thuộc Bắc Bộ, ví dụ các có một số bạn sống ở thành phố thì bạn cũng là công nhân nọ kia, các bạn sống ở thời kỳ bao cấp thì mình thấy mình sẽ có một cái chương trình nói về cuộc sống. Trước kia thì tôi đúng nói rồi, có tôi nói là mình tôi nói sơ qua về cái chuyện mà tôi kể cái câu chuyện mà ăn rau khoai lang ấy ở quê tôi, kể một tí thôi. Thì có một cái chị ấy, chị người Thái Bình, hiện nay chị đang sống ở Đức, chị sinh năm 61. Chị nhắn tin cho tôi bảo là tôi nói đến câu đấy chị mới nhớ lại hồi tưởng cái cuộc sống của chị ấy thì thực tế cũng rất là khổ sở. Chị khóc, sau đó có như chị nhắn tin cho tôi bảo em nói những câu đó là chị không cầm được nước mắt, tức là mình kể những cái khổ cái hồi đấy thì bây giờ mình mới trân trọng, các bạn mới trân trọng cái cuộc sống hiện nay bây giờ, cho nên bạn phải yêu quý cái cuộc sống yên bình đúng và phát triển hiện nay. Vâng, tôi sẽ có một chương trình làm về vấn đề.